trên cao chẳng trông thấy, để mình ấn độ nàng thoát luân hồi. Trùng phùng nơi giang hải thâm sâu, nàng có muốn quay đầu không? Nàng cố chấp như chưa tin vào ý phận. Cảm thấy bước vào lớp 13 này tao nhận được nhiều lời phán xét. Cả kỳ trước tao mất thời gian đi ra khỏi trường và ngồi quán nét. Mà ký ức tệ nhất đời tao ngồi trong cái giảng đường chưa đầy 8 mét. Tao phải dành 4 năm nữa để mà gắn kết với những cái món ăn, những kẻ mà đáng ghét. Ê, nhỏ thuộc mắt và quên gấp chăn sỏ, đôi tất cho nó êm gót chân. Bỏ heo đất nhưng mà lên lớp 5 mở tủ sắt từ đôi Air Force One. Sorry, but I'm number one.
Giọt nước mắt cứ rơi bao ngày, chỉ muốn nói yêu lặng.